Tiếp tục em lại lên dọn vườn một số những chậu hoàng nhạn nhá. Những cái chậu hoàng nhạn này em ghép từ ngày xưa, cũng không nhớ nó là ngày xưa là ghép là tháng 4 hay tháng 8, bởi vì cây bây giờ nó khá là nhỏ. Nụ thì cũng chưa thấy cây nào nó đâm nụ đâu. Nên là cũng có thể nếu mà nó lẫn vào tháng 8 thì coi như là nó là một cái để cho mọi người là gặp may, bởi vì dòng tháng 8 nó đắt, giá trị nó gấp 10 lần cái dòng tháng 4 cơ. Còn nếu mà vào tháng 4 thì nó cũng là một cái dòng hàng giá trị rồi, bởi vì hoàng nhạn mà. Đấy. Thì hôm nay thì em sẽ cho mọi người những cái chậu này thì em thanh lý cho mọi người giá rất là rẻ thôi. Em ký hiệu từng chậu như sau. Chậu kỳ này, chậu số 1 này gồm 3 cây. Chậu 1 gồm 3 cây hoàng nhạn em bán là 60.000. Chậu số 2 hoàng nhạn cũng 3 cây. Cả to cả nhỏ, cây này thì hơi xấu một tí, nhưng hai cây này to. Chậu số 2 hoàng nhạn cũng 60.000. Chậu số 3 hoàng nhạn 1 2 3 4 5 6 cây. 6 cây. Này con đang đẻ con này. Đấy, những cái cây dáng hương đẻ con này. Chậu này em bán là 120.000. Nếu mà cây hoàng 8 thì riêng một cây này đã là 100.000 rồi đấy ạ. Đây cái này 120 này, chậu số 3 này. Em ký hiệu theo số 3 nhá, 120 này. Chậu số 4 3 cây 50.000. Hoàng nhạn. Chậu số 5 3 cây 50.000. Đây chậu số 5. Chậu số 6. Chậu này 4 cây nhưng lá hơi tách một tí, 60.000. Chậu số 6. Chậu số 7, chậu này thì lẫn một cây quế tím này. 4 cây hoàng nhạn, một cây quế tím, chậu này 90.000. Chậu này 90.000. Chậu số 7. Chậu số 8 hoàng nhạn. Đây chậu này cây khá là đẹp. 4 cây 80.000. Chậu số 9, 3 cây 40.000. Và chậu số 10 2, 4, 5 cây. 5 cây này em bán là 70.000. Có 10 chậu hoàng nhạn thôi. Ngày xưa khả năng cao cũng có nhiều cây dính vào tháng 8 lắm.